Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Việt Sử Toàn Thư. Quý vị thân mến, nhắc đến một vị thiền sư có tầm ảnh hưởng toàn cầu, người đã dành phần lớn cuộc đời mình để đi khắp nơi trên thế giới, tuyên truyền Phật Pháp cũng như tư tưởng yêu chuộng hòa bình khiến ai nấy đều phải kính nể thì không thể không nói đến thiền sư Thích Nhất Hạnh. Tiếc rằng, thiền sư Thích Nhất Hạnh đã viên tịch lúc 0 giờ ngày 22 tháng 1 năm 2022, trụ thế 96 năm. Trước sự ra đi của vị thiền sư đáng kính, cộng đồng Phật giáo trong nước vô cùng tiếc thương. Hàng triệu những lời tri ân, cầu nguyện đã gửi đến thiền sư Thích Nhất Hạnh, cầu mong linh hồn của Ngài được an nghỉ nơi vĩnh hằng. Nhưng không ai có thể ngờ rằng, cộng đồng Phật giáo trên thế giới lại nói thế này về vị thiền sư đáng kính của chúng ta. Vậy rốt cuộc, báo chí quốc tế đã nói gì về thiền sư Thích Nhất Hạnh? Trước khi viên tịch, thiền sư Thích Nhất Hạnh đã để lại di nguyện quý giá nào mà lại khiến hàng triệu người con đất Việt không kìm được nước mắt? Hãy cùng Việt Sử Toán Thư đi tìm hiểu ngay sau đây. Nói đến những vị thiền sư đã có đóng góp to lớn cho nền Phật giáo thế giới và cả xã hội loài người, được ghi danh vào sử sách, hẳn ai cũng đều nhắc đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Thế Tôn, người dạy chúng ta bài học về lòng nhân từ, đối đãi với người khác bằng lòng yêu thương, tâm từ bi, đại từ bi đối đãi với chúng sinh. Thánh Đức Đạt Lạt Ma được cho là hiện thân của Đức Quán Thế Âm, hay tiền sư Nhật Bản Josu Sasaki Roshi, một nhân vật hàng đầu trong thiền Phật giáo tại Mỹ. Còn tại Việt Nam, sử sách cũng đã ghi danh tên tuổi của một vị thiền sư, người đã có cống hiến to lớn cho nhân loại trong suốt cả cuộc đời. Đó chính là thiền sư Thích Nhất Hạnh. Với tâm niệm hãy đi như thể dùng đôi chân hôn lên trái đất, thiền sư Thích Nhất Hạnh đã dành phần lớn cuộc đời mình để tới khắp nơi trên thế giới, tuyên truyền Phật Pháp cũng như tư tưởng yêu chuộng hòa bình. Chỉ tiếc rằng, thiền sư Thích Nhất Hạnh viên tịch tại Tổ đình Từ Hiếu, phường Thủy Xuân, thành phố Huế vào hồi 0 giờ 0 phút ngày 22 tháng 1 năm 2022, tức ngày 20 tháng Chạp năm Tân Sửu, ở tuổi 96. Trước sự ra đi của vị thiền sư đáng kính, cộng đồng Phật giáo trong nước và thế giới vô cùng tiếc thương. Hàng triệu những lời tri ân, cầu nguyện đã được gửi đến thiền sư Thích Nhất Hạnh, mong cầu linh hồn của Ngài được an nghỉ nơi vĩnh hằng. Cùng ngày, báo chí quốc tế, trong đó có thể kể đến những trang báo chính thống uy tín nhất như Reuters, The Guardian, BBC, New York Times, đều đồng loạt đưa tin về sự ra đi của vị thiền sư đáng kính. Nhưng không ai có thể ngờ rằng họ lại nói như thế này về thiền sư Thích Nhất Hạnh của dân tộc Việt Nam. Vậy rốt cuộc, báo chí quốc tế đã nhận xét gì về thiền sư Thích Nhất Hạnh? Trước khi viên tịch, thiền sư Thích Nhất Hạnh đã để lại những di sản giá trị nào mà lại khiến hậu thế không khỏi xúc động? Trước tiên, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về những cống hiến của thiền sư Thích Nhất Hạnh đối với cộng đồng Phật giáo trên toàn thế giới. Thiền sư Thích Nhất Hạnh, thế danh Nguyễn Xuân Bảo, sinh năm Bính Dần 1926 tại làng Thành Trung, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, là con kế út trong gia đình có 6 anh chị em. Cuộc đời và hành trạng của thiền sư đã khắc họa nên một khuôn mặt trí thức Phật giáo tiêu biểu mà tầm ảnh hưởng có thể sánh với Đức Lạt Lai Lạt Ma, đồng thời là một trong những nhà văn hóa thể hiện tinh hoa của dân tộc Việt Nam. Sau 2 năm theo học tại Phật học đường Báo Quốc, Huế, năm 1949, ông vào Sài Gòn tiếp tục tu học, làm giáo thọ rồi giám học tại Phật học đường Nam Việt, chùa Ấn Quang. Trong những năm 1950, ông tham gia sáng lập và làm chủ bút các tạp chí Liên Hoa, Phật giáo Việt Nam. Sau đó cùng một số đệ tử xây dựng Phương Bối Am ở Bảo Lộc, Lâm Đồng làm nơi tu tập. Việc chưa hoàn thành, do hoàn cảnh, ông sang Hoa Kỳ nghiên cứu tôn giáo học so sánh ở Đại học Princeton, New Jersey và giảng dạy ở Đại học Columbia, New York. Trên đất Mỹ, ông tích cực vận động dư luận thế giới phản đối chính sách kỳ thị và đàn áp của chính quyền đối với phong trào Phật giáo trong nước. Sau biến cố ngày 1 tháng 11 năm 1963, đáp lời kêu gọi của Thượng tọa Thích Chí Quang, thiền sư Nhất Hạnh về nước tiếp tục tham gia hoạt động chấn hưng Phật giáo. Trong khoảng thời gian chưa đầy 3 năm, ông cùng những cộng sự đồng chí hướng xây dựng Viện Cao đẳng Phật học, tiền thân của Viện Đại học Vạn Hạnh, sáng lập các tuần báo Hải Triều Âm, Thiện Mỹ, Nguyệt San, Giữ Thơm Quê Mẹ và nhà xuất bản Lá Bối, đồng thời khởi tạo dòng tu tiếp hiện, làng tình thương và trường thanh niên phụng sự xã hội như một mô hình cộng tác xã hội dựa trên đức từ bi và vô úy. Chiến tranh lan rộng và ngày càng khốc liệt, dưới sức ép của nhà cầm quyền, Nhất Hạnh phải lìa xa đất nước một lần nữa, lần này kéo dài 39 năm.
ở Mỹ và các nước Tây Âu, ông dấn thân vào cuộc vận động hòa bình cho Việt Nam qua các buổi diễn thuyết, cầu nguyện và quyên góp tài chính ủng hộ nạn nhân chiến tranh. Giới trí thức nước ngoài đánh giá cao hoạt động của ông, đặc biệt mục sư Martin Luther King từng đề cử ông cho giải Nobel Hòa bình. Sau năm 1975, ông và đồng đạo tiếp tục làm công tác thiện nguyện giúp đỡ những đồng bào nghèo khó qua chương trình Máu chảy ruột mềm. Công tích lớn nhất của ông trong giai đoạn này là kiên trì xây dựng trung tâm thiền tập Làng Mai ở Laubach, Bà Nác, vùng Tây Nam nước Pháp, thu hút sự tham gia của người mộ đạo từ các châu lục. Trong những năm 2005 đến năm 2008, Thiền sư Nhất Hạnh cùng đạo tràng Mai Thôn về Việt Nam 3 lần trong lịch trình Hoằng Pháp từ Nam ra Bắc với các buổi thuyết giảng, hướng dẫn các khóa tu, tổ chức đại trai đàn cầu siêu cho nạn nhân chiến tranh, tham dự đại lễ Vê Sắc, tất cả mang tinh thần hòa hiếu trong ý hướng hòa giải và hòa hợp dân tộc. Sự nghiệp của Thiền sư Nhất Hạnh không giới hạn trong những hoạt động Phật sự và xã hội. Ông là thi sĩ, nhà văn xuôi nghệ thuật, nhà chính luận, nhà khảo cứu, nhà tư tưởng thiên học và duy thức luận, một tác giả lớn của văn hóa Việt Nam đã hiện diện trong đời sống tinh thần hơn 7 thập niên. Theo một thư mục chưa đầy đủ, với các bút danh Nhất Hạnh, Giã Thảo, Hoàng Hoa, Tâm Quán, Tuệ Uyển, Thiều Chi, Trần Thạc Đức, Nguyễn Lang, Bật Su Đăng Lô, ông đã công bố 144 tác phẩm gồm sáng tác văn học, dịch phẩm, công trình biên khảo bằng tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp. Một số tác phẩm có giá trị cao của ông được tái bản nhiều lần như Nẻo về của Ý, Việt Nam Phật giáo sử luận, Đường xưa mây trắng. Từng bị quên lãng trên quê hương mình, tác phẩm của Nhất Hạnh nay đã thức dậy và thắp sáng giữa lòng dân tộc. Tinh thần nhân bản Phật giáo thấm đậm trong toàn bộ sáng tác và chức tác của Nhất Hạnh. Đó là tinh thần đề cao giá trị con người và sự tồn tại hòa hợp của muôn loài trong môi trường sinh thái nhân văn. Thơ văn ông làm chứng bền bỉ và sâu sắc cho nỗi đau thương của dân tộc và kiếp người, bước đi trầm luân của đất nước qua hình ảnh hoa sen trong biển lửa, khi chiến tranh và thiên tai ập đến những mái tranh nghèo và những phận người trôi giạt. Có thể thấy, trong hoàn cảnh nghiệt ngã của hận thù và chia rẽ, Thích Nhất Hạnh là một trong những nhà văn hóa sớm nhất kêu gọi đức khoan dung, xiển dương tinh thần đối thoại và hòa giải, như tên một cuốn sách ông in chung với linh mục Nguyễn Ngọc Lan, Đối thoại cánh cửa hòa bình. Đó là đối thoại để tìm ra tiếng nói chung giữa các thế hệ, các tôn giáo, các thành phần dân tộc khác nhau. Còn nhớ, trong một chuyến về nước, ông và đại diện tăng thân Làng Mai đã đến thăm một sứ đạo Công giáo lâu đời để cùng trao đổi về cách thức tác hợp cho những đôi lứa khác đạo yêu thương nhau và ước nguyện tiến đến hôn nhân. Sự nghiệp hiện đại hóa đạo Phật như sợi chỉ đỏ xuyên suốt tư tưởng và hành động của ông, luôn gợi ra những trăn trở và suy tư không chỉ cho tôn giáo mà còn cho văn hóa dân tộc. Đạo nhập thế để cứu đời, nhưng làm sao để đạo hoàn thành sứ mạng và luôn giữ được tinh túy của mình như những làn gió lành xua tan những áng mây mù che khuất vầng trăng. Tiếc rằng Thiền sư Nhất Hạnh này đã về cõi Phật. Thiền sư Thích Nhất Hạnh viên tịch vào lúc 0 giờ ngày 22 tháng 1, tức ngày 20 tháng Chạp năm Tân Sửu, tại tổ đình Từ Hiếu ở tuổi 96. Ông là một giảng viên, nhà văn, nhà thơ, nhà hoạt động xã hội và là nhà sư nổi tiếng của Phật giáo thế giới. Thiền sư trụ trì tại chùa Làng Mai, phía nam nước Pháp trong nhiều thập kỷ. Trước tin Thiền sư viên tịch, cùng ngày, báo chí quốc tế trong đó có thể kể đến những trang báo chính thống uy tín nhất như Reuters, The Guardian, BBC, New York Times đều đồng loạt đưa tin về sự ra đi của vị Thiền sư, tỏ rõ lòng tiếc thương, đồng thời tóm gọn cuộc đời lỗi lạc, những cống hiến không ngừng nghỉ và di sản to lớn mà Thiền sư Thích Nhất Hạnh của Việt Nam đã để lại. Trang Reuters trích dẫn tâm thư xúc động của bà Maria Sodamo, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh, trước mất mát to lớn này của Phật giáo thế giới. Thiền sư Thích Nhất Hạnh sẽ được nhớ đến là một trong những nhà lãnh đạo tôn giáo nổi bật và có ảnh hưởng nhất trên thế giới. Những lời dạy dỗ, các tác phẩm văn học và di sản của ông sẽ được lưu giữ cho các thế hệ mai sau. Vị quan chức ngoại giao nói thêm rằng, những bài học của ông, đặc biệt là về việc đưa chánh niệm vào đời sống hàng ngày, đã làm phong phú thêm thế giới nội tâm của vô số người dân Mỹ. Là một nhà tiên phong trong việc phát triển Phật giáo ở phương Tây, ông đã thành lập tu viện Làng Mai ở Pháp và thường xuyên bàn về thực hành chánh niệm cho giới doanh nghiệp cũng như đông đảo các Phật tử quốc tế. Bạn học cách đau khổ, nếu bạn biết cách đau khổ, bạn sẽ bớt đau khổ hơn nhiều. Và sau cùng, bạn biết cách biến đau khổ thành niềm vui và hạnh phúc.
ông nói trong một bài giảng năm 2013. Nghệ thuật của hạnh phúc và nghệ thuật của đau khổ luôn đi cùng nhau. Thiền sư Thích Nhất Hạnh nói được 7 thứ tiếng, đã từng thuyết giảng tại các trường đại học lớn như Princeton và Columbia ở Hoa Kỳ vào đầu những năm 1960. Ông trở lại Việt Nam vào năm 1963 để tham gia cuộc phản đối chiến tranh Việt Nam-Hoa Kỳ của giới tăng ni Phật tử trong nước, trong đó có các cuộc biểu tình tự thiêu của một số nhà sư. Trước đỉnh điểm của cuộc chiến tranh Việt Nam vào những năm 1960, ông đã gặp nhà lãnh đạo dân quyền Martin Luther King của Mỹ và thuyết phục thành công để ông lên tiếng chống lại cuộc xung đột giữa hai nước Mỹ-Việt. Ông gọi Thích Nhất Hạnh là một tông đồ của hòa bình và bất bạo động, đồng thời đề cử thầy Thích Nhất Hạnh cho giải Nobel Hòa Bình. Cá nhân tôi không biết có ai xứng đáng với giải Nobel Hòa Bình hơn một nhà sư Phật giáo hiền lành đến từ Việt Nam này, Kinh viết trong lá thư đề cử của mình. Đồng tu Haen Nim Sumin, người từng đóng vai trò là phiên dịch của sư Thích Nhất Hạnh trong chuyến đi đến Hàn Quốc của ông trong quá khứ, cho biết thiền sư rất điềm đạm, chu đáo và yêu đời. Ông nói trên Reuters, ông ấy giống như một cây thông lớn, cho phép nhiều người an nghỉ dưới tán của mình bằng lời dạy tuyệt vời về chánh niệm và lòng từ bi. Ông ấy là một trong những người tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp. Còn hãng thông tấn AP lại ca ngợi ảnh hưởng của thiền sư Thích Nhất Hạnh ở phương Tây. Thiền sư là một trong những người đi tiên phong về khái niệm chánh niệm ở khu vực này. Theo AP, những ngày ở nước ngoài, thiền sư đã chắt lọc những lời dạy của Phật giáo về lòng từ bi và sự đau khổ để đưa ra những bài thuyết giảng dễ hiểu, dễ đi vào lòng người trong suốt quãng thời gian chuyên tâm làm việc vì hòa bình. Theo AP, thiền sư là người có công thành lập dòng tu Tiếp Hiện. Nhiều nhân vật nổi tiếng như nhà sản xuất truyền hình Oprah Winfrey và các công ty lớn như Google cũng mong muốn nhận được những lời khuyên thông thái của thiền sư. CNN mô tả những bài giảng thiền sư Thích Nhất Hạnh có giọng điệu nhẹ nhàng nhưng cũng rất mạnh mẽ về nhu cầu bước đi như thể bạn đang hôn đất bằng đôi chân của mình. CNN thuật lại tiểu sử của thiền sư là một nhà tiên phong của Phật giáo phương Tây. Ông đã thành lập tu viện Làng Mai ở Pháp và thường xuyên trò chuyện về thực hành chánh niệm trước giới doanh nghiệp và những người từ nhiều quốc gia tới để nghe ông thuyết giảng. Trong khi đó, tờ New York Times gọi Thích Nhất Hạnh là thiền sư có ảnh hưởng toàn cầu và ứng dụng đạo Phật để thúc đẩy hòa bình, lan tỏa thông điệp thức tỉnh, lòng thương và không bạo lực. Báo New York Daily News mô tả thiền sư là người đã thay đổi cách thế giới thực hành Phật giáo. Tờ báo Mỹ cho rằng thiền sư lãnh đạo Phật giáo có ảnh hưởng lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Đạt Lai Lạt Ma. Thiền sư Thích Nhất Hạnh được ghi nhận là người sáng lập ra phong trào Phật giáo dấn thân, tập trung vào hoạt động xã hội vì hòa bình thông qua thực hành và giáo lý Phật giáo, tờ báo viết. Chia buồn về sự ra đi của thiền sư Thích Nhất Hạnh, bà Marie Delmore, đại biện lâm thời phái đoàn Mỹ tại Việt Nam viết. Trong hơn 60 năm qua, thiền sư Thích Nhất Hạnh là một người thầy, nhà lãnh đạo tinh thần được yêu mến và là nhà hoạt động không mệt mỏi vì hòa bình cho đất nước của mình và trên khắp thế giới. Những lời giảng dạy của ông, đặc biệt là về việc đưa chánh niệm vào cuộc sống hàng ngày, đã làm phong phú thêm cuộc sống của nhiều người Mỹ. Nhiều quan chức Mỹ, trong đó có trợ lý ngoại trưởng phụ trách Đông Á và Thái Bình Dương Daniel Kristenbrink, đã vinh dự được gặp thiền sư Thích Nhất Hạnh. Lòng từ bi và sự tâm huyết của ông đã để lại ấn tượng sâu sắc cho những người ông từng gặp. Thiền sư Thích Nhất Hạnh sẽ được nhớ đến như là một trong những nhà lãnh đạo tôn giáo nổi bật và có sức ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới. Thông qua những lời dạy và tác phẩm văn chương của ông, di sản của ông sẽ còn lưu truyền mãi cho các thế hệ mai sau. Đặc biệt, trước khi thiền sư Thích Nhất Hạnh viên tịch, vị thiền sư đáng kính đã đúc kết ra triết lý sống khiến người ta nhớ mãi. Thiền sư Thích Nhất Hạnh từng viết tâm thư gửi đến các chư tăng, nói rõ ý nguyện sau khi trở về tổ đình từ hiếu. Ông dặn các đệ tử của mình, nếu một ngày thầy mất, đừng xây tháp mộ gì cho thầy, tốn kém tiền của, tốn đất của sân. Dân mình còn nghèo lắm, hãy hỏa táng thầy, cho cốt thầy, hãy chia đều cho các thiền viện của Làng Mai trên khắp thế giới, rồi giải trên những con đường mà hàng ngày các con đi thiền hành. Làm như thế, ngày ngày thầy và các con vẫn đi thiền hành chung. Thiền sư cũng dặn các đệ tử rằng, thầy không muốn sau này quý vị xây cho thầy một ngôi tháp ở tổ đình. Xây tháp như thế sẽ không có ý nghĩa gì nếu ngày hôm nay quý vị không nối tiếp được những gì thầy đang trao truyền. 96 năm trụ thế, thiền sư Thích Nhất Hạnh được biết đến là một nhà hoạt động tôn giáo, nhà thơ, nhà hoạt động vì hòa bình,
được thế giới kính nể với những lời dạy thông qua chánh niệm về hòa bình, xây dựng cộng đồng. Thiền sư Nhất Hạnh nay đã về cõi Phật, nhưng di sản văn hóa mà ông để lại có thể giúp chúng ta tìm câu trả lời cho những vấn nạn của thời đại hiện nay trong tâm thế của những người luôn đề cao sự đối thoại và hòa giải với thế giới cũng như với chính mình. Thiền sư Thích Nhất Hạnh viên tịch vào lúc 0 giờ ngày 22 tháng 1, tức ngày 20 tháng Chạp năm Tân Sửu, tại Tổ Đình Từ Hiếu ở tuổi 96. Trước tin thiền sư viên tịch, làng loạt thông tấn, tờ báo lớn trên thế giới đã đồng loạt đưa tin, bày tỏ tiếc thương và dành nhiều lời ca ngợi đối với vị thiền sư đáng kính của dân tộc Việt Nam.